Đấu giá cây đàn guitar bị mất từ lâu của John Lennon, tin từ Beverly Hills, California. Một phần đáng kể của cơn sốt Beatles sẽ xuất hiện tại sàn đấu giá khi cây đàn guitar bị mất từ lâu của John Lennon được mang ra bán đấu giá vào tháng 11 tới đây trong sự kiện biểu tượng và thần tượng rock and roll của nhà đấu giá Julian. Cây guitar acoustic Gibson J160E được cho là một trong những cây đàn yêu thích của Lennon và đã được sử dụng trong nhiều cuộc thu âm vào giai đoạn đầu của ban nhạc Beatles. Ông Andy Babiuk, tác giả của cuốn sách Beatles Gear, nói về các nhạc cụ của ban nhạc Beatles từ trên sân khấu cho tới trong phòng thu, cho biết là John Lennon nhận được cây đàn vào năm 1962. Ông Babiuk cho biết là Lennon và George Harrison đã đặt mua hai cây đàn guitar Gibson J160E giống nhau, được chở bằng máy bay từ Hoa Kỳ tới Liverpool, Anh Quốc, và họ sử dụng hai cây đàn này ngay trong ngày hôm sau khi thu âm đĩa đơn Love Me Do trở thành ca khúc ăn khách đầu tiên của họ. Vẫn theo ông Babiuk thì Lennon đã dùng cây đàn này không những trong phòng thu mà còn trong những buổi trình diễn cũng như soạn nhiều ca khúc. Ông Babiuk nói rằng Lennon và Paul McCartney đã ngồi trong phòng khách sạn và viết những ca khúc như She Loves You và I Want to Hold Your Hand. Chẳng may thì cây đàn guitar của Lennon biến mất sau một buổi biểu diễn vào cuối năm 1963 và trong suốt 50 năm sau không ai còn trông thấy nó. Mãi cho đến năm 2013 thì ông Babiuk nhận được một cú điện thoại về một cây đàn guitar của ban nhạc Beatles bị thất lạc. Ông đã kiểm tra và xác nhận đây đúng là cây đàn bị mất của John Lennon. Ông Babiuk dự đoán cây đàn có thể bán được từ 600.000 đến 800.000 Mỹ Kim. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại phòng trưng bày của Julian's Auctions ở Beverly Hills, California vào ngày 6 và 7 tháng 11 tới đây.